Hello, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn ha. Hôm nay Phương sẽ trở lại với các bạn qua một cái clip. Phương nói tiếp tục về cái ứng dụng Zoomcar. Đây là một cái ứng dụng nó rất là hay. Ứng dụng cho mình thuê xe tự lái. Hiện tại thì cái ứng dụng Zoomcar này các bạn nó đang hoạt động phổ biến ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và trong tương lai thì có thể mở thêm ở những thành phố lớn nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chỉ có ở thành phố Hồ Chí Minh thôi các bạn. Thì vì sao mà muốn chia sẻ tiếp về cái ứng dụng Zoomcar này đến với các bạn? Thì ở cái lần thứ hai trải nghiệm này của Phương đối với Zoomcar thì nó có một số cái không vui lắm các bạn, không vui lắm. Tuy nhiên thì mình vẫn sử dụng được dịch vụ trọn vẹn và hôm đó nó vẫn phục vụ cái công việc của Phương nó diễn ra tốt đẹp chứ không có bị gì gọi là nặng nề lắm. Thì qua những cái chuyện không vui đó, Phương muốn làm lên cái clip này để chia sẻ đến cho các bạn. Để khi các bạn sử dụng cái ứng dụng Zoomcar này thì các bạn cần phải lưu ý những cái hạng mục gì, các bạn cần phải lưu ý những cái điểm gì lúc nhận xe và lúc giao xe ha. Thì trong cái khoảng thời gian vừa qua các bạn biết rằng ở trên kênh của Phương á, trên kênh của Phương có up hai cái clip. Clip đầu tiên đó chính là hành trình gia đình Phương về viếng Đức Mẹ Tà Bao ha các bạn, và cái clip thứ hai là Phương chia sẻ trải nghiệm lần đầu tiên của mình khi mà lái một con bán tải, đó là con bán tải Nissan Navara, phải nói là rất là thú vị các bạn. Thì bây giờ Phương xin mời các bạn cùng xem clip thực tế ha. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là cái lần trải nghiệm thứ hai của Phương đối với dịch vụ Zoomcar. Thì hai lần trải nghiệm các bạn, lần nào cũng dính một chút xíu lỗi với Zoomcar. Ở trải nghiệm lần đầu tiên thì Phương nhận xe trễ. Tuy nhiên vẫn Phương vẫn nhận được xe và chuyến đi của Phương vẫn ok. Thì qua cái hành trình đầu tiên á, thì Phương khuyên các bạn là lúc mà các bạn đặt xe á, thì các bạn nên chừa cho mình một tí dự phòng ha. Đó, thì nó vẫn tốt hơn. Để xe kỳ ta. Thì tới cái hành trình thứ hai của Phương. Hiện tại bây giờ Phương đang ngồi trên chiếc xe này là các bạn, là Phương thuê của trải nghiệm bên dịch vụ ứng dụng của Zoomcar. Đó. Thì cái trải nghiệm lần thứ hai này nó xảy ra một cái sự cố, nói chung cũng nhỏ thôi các bạn, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Là do Phương đặt một chiếc xe số tự động. Ở trên hệ thống cập nhật chiếc xe đó là số tự động, nhưng trên thực chất á, trên thực tế á, thì chiếc xe đó là số sàn. Thì cái này phía này bên lỗi của Zoomcar do là cập nhật sai thông tin. Thì bên thì lúc mà Phương vừa bút xong á các bạn, thì trước ngày mà Phương nhận xe á, thì Phương đã chủ động Phương gọi tổng đài, Phương gọi cho tổng đài của Zoomcar và Phương báo là tôi có một cái booking, tôi đặt chiếc xe đó. Thì bên phía tổng đài vui lòng mà kiểm tra lại cho tôi cái lộ trình cũng như cái lịch trình của cái chiếc xe mà tôi nhận nó có thay đổi vô. Thì bên phía tổng đài đã kiểm tra lại cho Phương và mới phát hiện ra là chiếc xe đó là số sàn chứ không phải số tự động. Phương thì Phương muốn đi số tự động cho nó khỏe các bạn. Đó, với lại số sàn lâu quá chưa có ôn chạy lại á, sợ nó không được mướt. Thì bên phía Zoomcar đã chủ động đổi cho Phương một chiếc xe khác. Đó. Thì ban đầu Phương đặt được một chiếc xe i10 4 chỗ thôi. Nhưng Phương đã được đổi sang chiếc bán tải này, chiếc bán tải Nissan Navara. Đó. Vẫn đủ 5 chỗ và chạy máy dầu các bạn. Khá là ok. Và hôm buổi sáng nay khi mà nhận xe các bạn, thì cái anh bên vận hành giao xe cho Phương rất là sớm. Giao xe cho Phương lúc 5:20. 5:20 có nghĩa là sớm hơn giờ Phương đặt là 40 phút đó các bạn. Đó. Thì chiếc xe đó, các bạn khi mà thuê xe bên Zoomcar thì đa số những chiếc xe này nó giống như là xe của gia đình. Nên khi mà các bạn nhìn ở trong nội thất của xe các bạn, xe rất là thơm tho, sạch sẽ, chỉnh chu nha. Nè, Phương mời Phương nhờ cameraman quay một clip một vòng ở trên cái phần nội thất của xe cho các bạn xem. Dạng như xe gia đình mà các bạn, nên cái xe nó rất là sạch sẽ và xe vận hành rất là ổn. Và hiện tại bây giờ thì trên ứng dụng Zoomcar các bạn đang có rất nhiều các mã giảm giá, và cái chiếc xe này Phương thuê cũng sử dụng một cái mã giảm giá cho chuyến đi thứ hai, lên tới giảm cho tới 30% cho chi phí thuê xe các bạn, rất là tuyệt vời. Thì đây là một cái trải nghiệm lần thứ hai đôi của Phương đối với Zoomcar cũng khá là ok ha. Thì qua cái clip này muốn chia sẻ đến các bạn những thông tin như vậy. Và để cuối ngày
lúc mà Phương trả xe cho những anh bên đội vận hành của Zoomcar, Phương sẽ quay lại cho các bạn xem thực tế ha. Rồi, còn thì tạm bây giờ thì Phương xin ngưng clip ở đây ha các bạn. Rồi, đó chính là những cái mà trải nghiệm không vui mấy trong cái quá trình mà Phương cái lần thứ hai Phương trải nghiệm đối với ứng dụng Zoomcar, như hồi nãy Phương mới vừa chia sẻ trong clip. Thì qua hai cái trải nghiệm này á, qua hai cái trải nghiệm mà nó chưa có trọn vẹn đối với ứng dụng Zoomcar thì các bạn cũng có thể thông cảm, đây là một cái ứng dụng mới và đang trong cái quá trình thử nghiệm ha, thử nghiệm và sửa chứ nó chưa có trọn vẹn. Và hiện tại bây giờ Phương thấy rất là nhiều app đã ra lâu rồi, tuy nhiên có những cái còn chưa trọn vẹn mà thì mình không đòi hỏi được. Thì khi Phương làm cái clip này, Phương muốn nhắc nhở các bạn rằng khi các bạn lần đầu tiên sử dụng ứng dụng Zoomcar thì các bạn cần lưu ý vài điểm. Cái thứ nhất là khi các bạn đặt cái giờ để các bạn nhận xe thì các bạn phải cố gắng đặt trừ hao 1 giờ ha, có nghĩa là các bạn đặt trừ hao ra 1 giờ để khi giao xe sớm thì không sao, mà giao xe trễ thì nó vẫn trong cái hạng mục, cái hạng mục cái công việc của các bạn nó không bị trễ. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là khi mà các bạn đã đặt xe được rồi, các bạn đã book được cái chiếc xe đó rồi, thì các bạn dành ít phút các bạn gọi lên tổng đài của Zoomcar. Cái số của tổng đài Zoomcar Phương sẽ để trong một mô tả ha các bạn. Các bạn gọi lên tổng đài, xác nhận dùm cái booking, cái ID booking này của các bạn tới cái ngày đó có cái vấn đề gì thay đổi hay không. Các bạn có thể nhờ tổng đài kiểm tra là cái xe mà các bạn xác nhận nó có giống với mục mô tả không, số tự động hay là số sàn ha các bạn. Đây là một cái việc nó rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Các bạn đừng có ỷ y tuyệt đối 100% vào cái ứng dụng là tới ngày đó cái kịch mọi thứ nó diễn ra trơn tru, không có ha. Các bạn sau khi các bạn đặt booking rồi thì các bạn dành một ít phút gọi lên tổng đài để nhờ tổng đài kiểm tra dùm cho dùm các bạn, cái chiếc xe đó có đúng hay không, và cái thời gian nhận chiếc xe đó có gì thay đổi hay không nha các bạn. Đây là cái điều rất là quan trọng đó, để khi mà ví dụ như các bạn đặt như chiếc xe giống như vừa rồi trong clip hồi nãy Phương nói, Phương đặt con i10 số tự động nhưng mà thực tế nó là số sàn, cái đó hơn là Phương chủ động Phương gọi cho tổng đài trước một ngày nha các bạn, bởi vì tổng đài còn có thời gian xoay chuyển được và đưa cho Phương một chiếc xe khác. Ở đây là con bán tải thì cũng ok. Nói chung thì cái hành trình Phương đi lên Đức Mẹ Tà Bao nè, rồi từ Đức Mẹ Tà Bao Phương đi qua Định Quán, rồi từ Bình Định Quán Phương đi về, thì cái khoảng thời gian cái trải nghiệm lần thứ hai này các bạn, thì Phương đặt nhận xe buổi sáng và trả xe buổi tối. Phương đặt nhận xe lúc 6 giờ sáng và trả là lúc 9 hay 10 giờ tối gì vậy đó. Thì cái chi phí của cái chạy của cái cuốc xe đó, của cái chiếc xe mà Phương thuê đó đó, thì có 600 mấy rồi các bạn. 600 mấy à, đó là kèm theo mã khuyến mãi nha các bạn. Hiện tại bây giờ trên ứng dụng Zoomcar đang rất rất là nhiều các mã khuyến mãi, nếu mà các bạn đã biết lái rồi thì các bạn đừng ngại ngùng, hãy cứ book xe ha, thuê xe tự lái, cứ trải nghiệm thực tế ở cái ứng dụng Zoomcar này đi, nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Phương làm cái clip này chỉ là lưu ý cho các bạn lần đầu tiên sử dụng thôi nha, chứ Phương không có chê. Tại vì đây là một cái, mình phải xác định đây là một cái ứng dụng nó đang mới và nó đang trải nghiệm và nó đang tiếp tục lắng nghe cái ý kiến của khách hàng. Phương hy vọng là cái clip này Phương lên thì phía bên Zoomcar lắng nghe để có một cái gì đó thay đổi, hay làm cho cái quá trình mà nó diễn ra cái cuốc xe nó tốt hơn nữa ha các bạn, tốt hơn nữa. Rồi, trở lại vấn đề chiếc xe ha. Thì Phương thuê cuốc xe đó chỉ có 600 mấy ngàn thôi ha. Và sáng đi chiều về. Phương thuê là 6 giờ sáng và trả xe là như Phương đặt 10 giờ tối ha, 10 giờ tối các bạn. Và nè, Phương vẫn còn cái booking ở đây, Phương mở cho các bạn coi. Trả xe 10 giờ tối các bạn, nhận xe 6 giờ sáng, trả xe 10 giờ tối. Và trong là Phương thuê 16 tiếng. Thì nó có nhiều, như Phương đã nói trong cái clip trước rồi ha, nhiều hạng mục để các bạn chọn cái km đi theo với cái giờ các bạn thuê. Thì 16 giờ Phương chọn cái mức km Phương thuê là 320. Tuy nhiên cái hành trình của Phương nó lố các bạn,
chạy hơn 320 ha. Thì chiếc xe này Phương thuê á, nếu mà lộ trình mà chạy 320 cây á, thì Phương chỉ trả có 600 mấy thôi. Tuy nhiên Phương chạy lố, Phương chạy lên tới 400 mấy cây lận, và Phương phải trả cho cái phần km lố đó là 200 mấy ngàn á. Tổng cộng cái chi phí Phương chạy lố với cái tiền thuê chiếc xe đó trong khoảng thời gian là 16 tiếng là Phương trả 830 ngàn. Tuyệt vời không các bạn? 830 ngàn ha. Đó, đó là tiền Phương thuê chiếc xe ha. À, cụ thể là chiếc hôm đó là chiếc bán tải luôn, thì nó chạy dầu nên cũng đỡ tiền chứ không có nặng nề lắm. Đó, cái booking Phương vẫn còn nè các bạn. À, rồi trở lại một chút xíu, thì nó có cái thêm Phương gặp thêm một cái vấn đề như vậy nè các bạn. Thì hôm bữa đó lúc mà chạy về tối mệt á, thì Phương không có đổ dầu kịp. Thì Phương có nhờ lúc mà, tại vì Phương đặt là 10 giờ nhưng trên thực tế á, là tới 6 giờ chiều 7 giờ tối là Phương đã tới rồi. Và Phương trả xe sớm luôn, và Phương gọi cho tổng đài để nhờ đội đội vận hành qua nhận xe về luôn. Thì Phương nghĩ là Phương trả sớm nên Phương không có đổ sao, Phương không có đổ dầu. Và Phương nhờ đội vận hành đổ cho Phương phần dầu đó, và Phương đưa tiền phần dầu đó. Thì bên đội vận hành không chịu các bạn. Bên đội vận hành không hỗ trợ cái mục này. Và Phương phải đánh xe đi ra kiếm cây xăng để đổ dầu trả lại. Thì Phương nghĩ đây là một cái việc nó cũng hơi gọi là khó khăn ha các bạn. Đúng không? Thì đằng nào Phương cũng chạy chiếc xe, thì trên đường đội vận hành, nhân viên bên đội vận hành chạy chiếc xe đó về thì có thể tấp vô bất cứ cái dầu nào để đổ cho cái phần đó. Đơn giản mà. Thậm chí Phương đưa cái phần tiền còn dư cho cái phần tiền dư cho cái phần dầu mà bị trên lệnh nữa các bạn. Tại vì theo cái nguyên tắc mà khi các bạn thuê xe bên Zoomcar, lúc mà các bạn nhận xe của Zoomcar, cái kim xăng nó chỉ ở đâu là lúc bạn trả về trả xe cho người ta, cái kim xăng nó phải trả ngay vị trí đó nha. Bằng hoặc là hơn thôi, không có được thấp hơn. Thấp hơn chút xíu thì còn ok, nhưng mà các bạn phải trả là về đúng vị trí. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là khi mà bên đội vận hành giao xe cho các bạn á, xe sạch thì các bạn phải trả xe lại sạch nha các bạn. Ví dụ như bây giờ trên đường các bạn đi đường đùng, đường bùn lầy đất đỏ gì quá, thì các bạn trên đường các bạn về á, tấp vô đâu xịt đại một cái đi nha. Chứ đừng có ý đi vô là nhờ đội vận hành rửa giùm. Tại vì Phương nhờ đổ xăng đổ dầu giùm trên đường về, đổ xăng đổ dầu giùm mà cũng không làm, nói là cái việc này thì đúng là của khách thì cũng đúng thôi. Nói chung mình tham gia bất cứ cái mảng gì, trò chơi gì hay game gì, dịch vụ gì, cứ đúng luật mà làm. Thì giờ mình nhờ đội vận hành không làm thì mình chạy đi làm thôi ha. Bây giờ Phương nhắc các bạn lưu ý ở cái điểm này. Rồi, với lại thêm một cái nữa là khi mà Phương thuê chiếc xe các bạn thì Phương phải trả tiền trước. Thì Phương thuê với cái giờ đó, với cái km đó thì nó đã nhảy ra cái số tiền là 600 là 600 mấy rồi. Thì tự nhiên khi mà Phương hoàn thành cái cuốc xe thì cái số ô đô, cái km nó vượt hơn so với cái số km mà Phương đăng ký. Thì bởi vậy bên Zoomcar nó sẽ gửi cho Phương một cái email, nó nói đây là cái số tiền phát sinh và mình phải thanh toán. Và cái số tiền này nó sẽ hiện ra ở trong app cho các bạn biết ha. Và các bạn phải thanh toán, nếu mà các bạn không thanh toán á, thì nó sẽ chặn luôn, không cho các bạn đăng ký xe nữa. Thì trở lại như hồi nãy Phương đã nói, mình cứ tuân theo luật thôi. Thì mình thì đúng là cái số km đó phát sinh thì mình thanh toán ha. Tại vì Phương nhắc cho các bạn lưu ý ở mấy cái điểm này. Rồi, thì đó là cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị cho cái chuyến hành trình vừa rồi về với Đức Mẹ Tà Bao. Và càng ngày như mấy hôm nay Phương cũng đang cố vào để đặt xe, tuy nhiên vẫn chưa lựa chọn được một chiếc xe nào ưng ý. Có lẽ là bây giờ cái số lượng khách đó các bạn, người dùng á, đã biết đến Zoomcar rất nhiều và họ đặt xe rất nhiều. Nên bây giờ mà Phương lên, Phương lựa những cái ngày mà hot á, ví dụ như ngày cuối tuần Phương kiếm xe là hầu như Phương không kiếm được chiếc xe nào ưng ý. Bởi vậy đây cũng là một cái hạn chế ha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bên phía Zoomcar chưa có nhiều cái đầu xe cho lắm. Đó, chưa có nhiều cái số lượng xe để phục vụ cho cái nguồn khách nó quá lớn đi ha các bạn. Rồi, hy vọng qua cái clip này chia sẻ phần nào cho các bạn những cái lưu ý mà các bạn lần đầu tiên sử dụng cũng như trải nghiệm cái ứng dụng Zoomcar ha. Một ứng dụng
cho thuê xe tự lái, rất là hay ho. Rồi, xin hẹn và gặp lại các bạn ở những clip lần tới. Còn bây giờ, xin chào.